Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đà Nẵng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã tập trung các nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển trở lại hoạt động du lịch. Đến nay, Đà Nẵng đã đạt được những mốc son mới đầy ấn tượng, khẳng định sự vực dậy mạnh mẽ của thành phố. Trong thời điểm dịch COVID-19, các hoạt động du lịch bị ngưng trệ, cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Theo Hiệp hội Du lịch thành phố, lãnh đạo thành phố đã có sự chỉ đạo quyết liệt cũng như sự hỗ trợ thiết thực đối với các doanh nghiệp này, bao gồm nhóm thứ nhất là triển khai giải pháp giúp doanh nghiệp tồn tại như triển khai gói hỗ trợ từ chính phủ, những gói hỗ trợ riêng của thành phố, cụ thể là các gói tiếp cận vay ngân hàng chính sách cho hướng dẫn viên, lái xe, và nhóm thứ hai là triển khai các giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi. Thì Đà Nẵng có thể nói là một trong những điểm sáng của cái việc là chính quyền lắng nghe cái doanh nghiệp, lắng nghe cái tâm tư người của doanh nghiệp, cái khó khăn của doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ. Và cộng đồng kinh doanh du lịch thành phố Đà Nẵng thì có thể nói là đã trụ vững, vượt qua được khó khăn, phục hồi trong cái giai đoạn vừa rồi. Với công tác phòng chống dịch hết sức chủ động, linh hoạt và quyết liệt, như nhân lực du lịch được bao phủ vaccine, những khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú là điểm đến an toàn đã tích cực hỗ trợ tốt cho việc phục hồi du lịch thành phố. Từ giữa tháng 3 năm 2022, cùng với cả nước, Đà Nẵng cũng đã mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch mới đã hình thành như bãi biển đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng - Lý Sơn. Hàng loạt sự kiện hấp dẫn đẳng cấp đã diễn ra như lễ hội khinh khí cầu tại Đà Nẵng, Ironman 70.3 Việt Nam, diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng, lễ hội du lịch Ghost Đà Nẵng 2022. Các khu điểm du lịch tân trang cơ sở vật chất và nâng cấp nhiều hoạt động mới, đảm bảo cơ bản nguồn nhân lực du lịch. Công tác truyền thông quảng bá điểm đến du lịch trong nước và quốc tế đa dạng hóa, đạt được kết quả tốt. Công tác an ninh, an toàn điểm đến luôn được Đà Nẵng đặt lên hàng đầu. Có thể nói là Đà Nẵng là một trong 5-6 địa điểm, cái trung tâm lớn về phát triển du lịch của đất nước. Do vậy, trong 2 năm vừa qua, tuy là đại dịch hoành hành như thế, nhưng cái khả năng đáp ứng và cái nhu cầu cần và đủ của Đà Nẵng luôn luôn sẵn sàng đáp ứng để phục vụ cho khách nội địa và sẵn sàng để đón khách quốc tế. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Đà Nẵng đã có xu hướng tăng mạnh với tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng hơn 125% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 221.000 lượt, tăng gần 145%. Khách nội địa hơn 2,14 triệu lượt, tăng gần 124%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch, du khách nào đến Đà Nẵng cũng cảm thấy thành phố rất sôi động, thân thiện, an toàn và mến khách. Qua những cái lần mà mình đến Đà Nẵng thì mình cảm thấy là rất an toàn, bởi vì hầu hết lần những người dân Đà Nẵng đã tiêm phòng vaccine rất là đầy đủ. Và mình cảm thấy là đi chơi rất là tự tin, thoải mái. Sau khoảng 1 năm quay trở lại thì tôi thấy Đà Nẵng giống như là hồi sinh trở lại một lần nữa. Và tất cả những cái hoạt động, không khí ở đây rất là náo nhiệt, mọi người enjoy cuộc sống. Rồi tất cả các hoạt động tham gia rất là nhiệt tình. Và mình cảm thấy rất là háo hức khi mà từ Sài Gòn quay trở lại đây. Và hòa trong không khí này thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi. Thật sự rất nổi tiếng với người Hàn Quốc vì tôi đã nghe nhiều bạn bè, người thân đi du lịch Đà Nẵng về kể lại. Qua chuyến đi lần này, tôi cũng cảm nhận được rằng vì sao Đà Nẵng lại nổi tiếng như vậy? Vì đúng là thành phố rất đẹp và an toàn. Với sự nỗ lực khôi phục ngành du lịch của Đà Nẵng sau đại dịch, tôi hy vọng thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc khôi phục hoạt động du lịch, thương hiệu du lịch Đà Nẵng được vinh danh với nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế. Trong đó, ý nghĩa nhất, Đà Nẵng đã tiếp tục được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Đây chính là động lực quan trọng và ý nghĩa đối với ngành du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy quảng bá hơn nữa hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với các nước trên thế giới. Những kết quả đạt được như trên đã chứng tỏ thành phố có sự đúng đắn trong định hướng phát triển du lịch. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khai thác điểm mạnh, yếu tố có sự khác biệt. Trong đó tập trung để mà phát triển
Đà Nẵng trở thành cái trung tâm hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp với lại tham quan nghỉ dưỡng, tổ chức các cái chương trình du lịch MICE, du lịch gắn với thể thao, du lịch golf để đưa Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến về sự kiện, tạo cái sự khác biệt trên cái cơ sở tiềm năng sẵn có của chúng ta. Trên con đường khôi phục, ngành du lịch thành phố còn rất nhiều gian nan thử thách, song với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố, ngành du lịch Đà Nẵng đang nhanh chóng phục hồi và phát triển rực rỡ hơn nữa, qua đó khẳng định sức hút Đà Nẵng là điểm đáng đến, đáng sống.